giờ đổ đi vô lại nha. Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Tango TV. Thì như các bạn cũng biết là đang trong thời gian cách ly toàn xã hội 15 ngày do dịch Covid-19. Thì cũng không có việc gì để làm nên mình mới chợt nhớ là hai chiếc xe của mình nó cũng tới hạn thay nhớt rồi. Thì đó giờ cứ phải ra tiệm để thay hoài, nó tốn tiền quá. Mình thấy cái việc thay nó cũng đơn giản nên hôm nay mình đã đặt thử hai hộp nhớt trên Shopee về và tự trang bị đồ nghề để tự mình thay coi cái việc đó có khó hay không. Thì đây là lần đầu tiên mình làm luôn. Nếu mà được thì sau này mình sẽ tự động thay, không phải tốn tiền cho ra tiệm sửa xe nữa. Nào các bạn cùng làm với mình thử xem nha. Thì đầu tiên á, cái việc thay nhớt cơ bản nhất á, thì mình còn chuẩn bị một cái đồ đựng nhớt dơ nè. Mình kiếm một cái nồi cũ nè, một cái tuýp số 12 để mở con ốc của xe Honda. Thì mình không biết mấy hãng xe khác thì bao nhiêu, nhưng mà xe Honda á, là xe là số 12. Thì các bạn đi ra tiệm đồ nghề xây dựng các bạn mua. Cái này mình mua 30.000. Một cái kềm để mở nắp nhớt. Một cái khăn để lau. Rồi, còn đây là hai hộp nhớt mình mua cho hai chiếc xe trên Shopee nè. Mua cả tuần mới thấy giao, do mùa dịch nó nên giao chậm hay sợ. Giờ mình sẽ khui thử ra coi nhớt gì nha. Rồi, đây là hai hộp nhớt mô tuôn. Thì cái hộp màu vàng này là nó mắc hơn nè, nó 130.000, 130 mấy á. Cái hộp này là như 70 mấy ngàn. Mình mua tổng cộng hai cái hộp này là 221 ngàn, là tính luôn cả tiền ship. Thì cái hộp này mình sẽ thay cho chiếc SH của mình, thì hình như nó tốt hơn á, nó chạy được cỡ 1.500 km thì sẽ thay. Còn cái hộp này thì dành cho chiếc Vision nhất bình thường thôi. Thì nó 70 mấy ngàn thì nó cũng chắc cũng na ná nhất trong hãng, thì nhưng mà nó là thương hiệu Motul thì mình thấy ok hơn. Thì cái này chắc chạy được có 1.000 cây thì thay. Thì hai cái này là tổng cộng là hai xe là 220 đi. Cái này mình mua 30 ngàn, 250. Hai cái này tự có. Đại khái là để tự thay nhớt thì các bạn tốn cỡ 200 tới 300 ngàn. Nào bây giờ bắt đầu xuống thực hiện nha. Bây giờ mình sẽ thay nhớt cho con SH của mình đầu tiên nha. Mình sẽ dùng con loại nhớt này. Thì mình sẽ tìm con ốc nhớt của nó nằm ở đâu dưới đây nè. Ốc nhớt nó nằm đâu dưới cái bồ nè. Đâu rồi? Đây ốc nhớt đây. Mình sẽ dùng tháo ốc nhớt này ra.
lắc cho cạn nhất, sắp hoàn toàn. Nhất này mình thay chắc chạy cũng được hơn 2.000 rồi đó, nó đen thui rồi. Giờ thay là hợp lý luôn. Rồi khi mà xong á thì mình bắt đầu mình dặn ốc này lại nha, nhớ dặn lại trước khi mình đổi nhớ. Dặn theo chiều kim đồng hồ. Ốc nhớ này nó quan trọng lắm, nên các bạn tốt nhất là nên dặn bằng tay trước rồi hãy dùng được cái này xiết. Nó mà tuôn rất là mệt, xiết vừa đủ lực thôi. Rồi thấy là đủ lực là được. Rồi đừng cứng quá. Rồi giờ đổ nhớt nha. Bình nhớt này là 700 ml. Phải cho mình như vừa đủ. Ui, mình đổ hơi bị nhanh, nó tràn ra ngoài luôn rồi. Bình tĩnh đổ. Ủa quá. Rồi, xong. Dặn lại, xiết lại nha. Nãy mình đổ hơi bị nhanh, nó bị tràn ra. Phí ghê. À, nhớ cũ này, đen xì. Rồi, bây giờ xong chiếc này rồi. Giờ mình sẽ thay chiếc Vision. Xe mới chạy về, nó nóng, thay nó sẽ có nóng lắm nha. Nếu các bạn để cho xe nguội hay thay. Ủa sao cái con này nó không có lông đền ta? Rồi, mở này ra. Đây là Vision đời 2011. Cũng lắc cho nó hết nhớt nha các bạn. À, bên này cũng 700 ml. À, đổ thôi. Đổ từ từ thôi nha. Rồi xong. Xong, đơn giản. Xếp này lại. Để tắt cái đèn này là phải bấm hai nút giữ nó. À, giờ xếp lại 1.000 cây là thà nha, 1.500. Quên nữa, các bạn phải mua thêm cái phễu này nữa, cái phễu để đổ nhất vô giá 10.000 nữa, là tổng cộng là 260.000. Đó thì xong thì các bạn vệ sinh nó, sử dụng cất cho sử dụng giai đoạn tiếp theo, nó đơn giản. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần tới. Xin chào.